chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay chủ nhật ngày 29 tháng 5 2016 của đài phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình gồm có những thông tin đáng chú ý sau: các trường phổ thông trung học trong tỉnh tổ chức tổng kết năm học, bến lức người dân tích cực bảo vệ môi trường sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện do ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thành Hóa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Thành Phước. Nội dung của buổi làm việc nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Chi Thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Phước đã báo cáo giai đoàn kiểm tra về tiến độ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới, Tính đến nay, xã Thành Phước còn các tiêu chí chưa đạt gồm giao thông, dân hóa, nhà ở, về y tế và môi trường. Tại buổi kiểm tra, địa phương cũng trình bày một số khó khăn chướng mắt trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí như việc giải phóng mặt bằng để thi công công trình giao thông, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp. Các thành viên của đoàn cùng giới địa phương thảo luận đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các tiêu chí để xã Thành Phước đạt xã nông thôn mới vào năm 2016 này. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hóa yêu cầu địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến tháng 9 năm nay phải hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Trường phổ thông trung học Tân Trụ tổng kết năm học 2015-2016 và tuyển học sinh khối 12 ra trường. Trong năm học vừa qua. Tổng số đội ngũ cán bộ, giáo viên và công nhân viên của trường 92 người, trong đó có 4 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 13 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 75 cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt lao động tiên tiến. Đối với học sinh thông qua phong trào thi đua, trong từng giai đoạn nhất là phong trào tiết học tốt, tuần học tốt đã tạo sự chuyển biến rõ nét, tính chuyên cần trong học tập, lệ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi đoàn kết giúp đỡ bạn ý thức chấp hành nội quy trường lớp, chấp hành các quy định về trật tự an toàn xã hội. Toàn trường có gần 1.100 học sinh với 28 lớp, trong đó có hai lớp hệ giáo dục thường xuyên. Kết quả năm học 2015-2016, trường phổ thông trung học tân trụ có 18 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa, thi giải toán trên máy tính có 290 học sinh đạt loại giỏi tăng 10%. 424 học sinh đạt loại khá tăng 7% so với năm học trước. Có 334 học sinh khối 12 đủ điều kiện dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Tổng kết năm học, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 3 học sinh đạt thành tích xuất sắc. Ban giám hiệu trường khen thưởng các học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh và khen thưởng các em học sinh, các khối lớp đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào của trường. Trường Trung học phổ thông Tân Hưng cũng vừa tổ chức tổng kết năm học 2015-2016. Trong năm học 2015-2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng thầy trò trường Trung học phổ thông Tân Hưng đã khắc phục khó khăn để thực hiện tốt việc dạy tốt học tốt. Do đó, đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong năm học qua, trường có 17 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường và 11 giáo viên đang đủ điều kiện để công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. Duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học còn 819 em. Về hành kiểm, có 605 học sinh xếp loại tốt chiếm 73,9%. Về học lực, có 128 em học sinh giỏi chiếm 15,62%. 401 em học sinh khá chiếm 49%. 250 em học sinh trung bình chiếm 30,5%. Và 4 em học sinh kém chiếm 0,5%. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đã chân động, xây dựng các quỹ hội và sự đóng góp của các nhà tài trợ, các mạnh thường quân với tổng số tiền 134 triệu đồng và 1.300 quyển tập. Cơ sở vật chất được đảm bảo tốt phục vụ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh của trường. Dịp này, trường Trung học phổ thông Tân Hưng khen thưởng cho 128 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 50 em học sinh tham gia tốt các phong trào, chính tập thể lớp thi kể chuyện về bác và lớp tiên tiến năm học 2015-2016. Sáng ngày 27 tháng 5 2016, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Vá tổ chức tổng kết năm học 2015-2016. Năm học 2015-2016, ban giám hiệu nhà trường cùng tập thể giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bình Phong Thạnh ra sức phấn đấu không ngừng đổi mới phương thức hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập. Kết quả trong năm học toàn trường có 170 em học sinh giỏi, 240 45 em học sinh tiên tiến. Tỷ lệ đầu tốt nghiệp khói 9 và khói 12 năm học 2014-2015 là 100%. Trường có 6 em học sinh bậc trung học cơ sở và 1 em học sinh bậc trung học phổ thông, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Có 19 em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện và đạt 8 giải trong các cuộc thi về khoa học kỹ thuật do tỉnh, huyện tổ chức. Ngoài ra, trường cũng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, công tác xã hội hóa giáo dục. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương và ban giám hiệu nhà trường tuyên dương khen thưởng những cá nhân và tập thể các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học. Nhằm góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới phương thức canh tác bền vững, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững gọi tắt là VNSAT do Ngân hàng Thế giới tài trợ với mục tiêu tạo điều kiện cho nông dân áp dụng công nghệ tiên tiến, tăng 30% lợi nhuận trên mỗi hecta thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 quyền Thân Hưng triển khai thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững ở 6 xã trên địa bàn là Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Hà, Thạnh Hưng, Hưng Thạnh và Chỉnh Châu A. Đến thời điểm này, quyền đã tổ chức được 13 lớp tập quấn, bình quân mỗi lớp khoảng 40 nông dân tham gia, trang bị kiến thức và kỹ năng canh tác lúa tiên tiến theo quy trình ba giảm ba tăng cho nông dân trong dùng dự án để đáp ứng các yêu cầu về canh tác lúa bền vững. Dự án bao gồm nhiều hoạt động đầu tư như hỗ trợ các chương trình khuyến nông quy mô lớn, đào tạo cán bộ cấp tỉnh, huyện và cán bộ dự án, hỗ trợ thông tin truyền thông, mua sắm trang thiết bị, kiểm tra chất lượng nông sản, tham quan, học tập kinh nghiệm. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên hiện nay trên tất cả các tuyến đường kênh ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, người dân thường xuyên phát quang bụi rậm, khơi thông chùm chảy và thu gom rác thải để bảo vệ môi trường. Đặc biệt, kể từ khi thành lập 7 tổ tự quản bảo vệ môi trường ở tất cả các ấp thì hầu như không còn thấy triệt người dân tận dụng các kênh nơi đất trống để chất giỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu. đến nay toàn xã có 33 cơ sở sản xuất kinh doanh đều có đăng ký thủ tục môi trường. 97% hộ dân toàn xã đăng ký thu gom rác và tiêu quỷ rác hợp vệ sinh. chị Phạm Thị Sáng, ấp 3 xã Mỹ Yên cho biết. Vì áp dân quá thì nó cho thùng rác. Chơi giữ vệ sinh ngôi trường em cũng quét rác gia đình rồi ở ngoài đường đồ em cũng lượm rác em cũng háo quét em cũng đổ vô thùng rác đàng hoàng cho giữ vệ sinh ngôi trường cho cả ấp văn hóa này là sạch sẽ xã Công chú trọng xây dựng và thực hiện quy ước và cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư phát triển các phong trào quần chúng vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường khuyến khích và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường, gắn nội dung bảo vệ môi trường chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Phú Cường, trưởng ấp 3 xã Mỹ Yên cho biết. đa số bà con trong khu dân cư thì coi nhà cũng ý thức đăng ký thu gom rác tại chỗ còn những hộ ở xa còn nhà chúng tôi tới nhà để dẫn động xây hố tự quỷ hoặc là hố chôn đốt để tiếp tục duy trì và thu hút ngày càng nhiều quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, rất cần sự ý thức chung tay góp sức của từng hộ dân trong xã nhằm tạo ra một môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe cộng đồng ngày càng tốt hơn. Trong những năm qua, huyện Đức Hòa cũng như các đơn vị xã thị trấn trên địa bàn đã quan tâm sâu sắc, cũng như nỗ lực hết mình để đạt 15 tiêu chuẩn xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em. Xã phường được công nhận là phù hợp với trẻ em, phải có môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ và là nơi mà tất cả trẻ em đều có sự khởi đầu tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Từ khi phát động phong trào đến nay, 20 đơn vị xã thị trấn trên địa bàn huyện Đức Hòa đều được tỉnh công nhận là xã thị trấn phù hợp với trẻ em. Bà Nguyễn Thị Rạc, Phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Đức Hòa cho biết thêm. Thì để duy trì kết quả này trong những năm tiếp theo, phòng lao động thương binh xã hội sẽ tham mưu quỹ ban nhân quyện kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đồng thời phòng có văn bản hướng dẫn các xã thị trấn thực hiện các tiêu chí xã phường thị trấn phù hợp trẻ em, củng cố hội đồng xét duyệt xã phường thị trấn phù hợp trẻ em và phát huy cái vai trò trách nhiệm các thành viên trong hội đồng xét việc và sự quan tâm của các cấp quỹ chính quyền địa phương và các tổ chức hội đồng thể cuối năm họp hội đồng xét duyệt đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Sáng 27 tháng 5, lãnh đạo quyền Kỳ Sơn Nghệ An đã biểu dương và thưởng 5 triệu đồng cho ban chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán 50 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khoảng 21 giờ đêm 26 tháng 5, ban chuyên án 208T thuộc đội cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang hai nghi phạm cho cha tên gọi khác là Lòng Cha 38 tuổi, ngụ Xian Khuan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và già Ru Tủa 54 tuổi, ngụ xã Năng Hoi, huyện Kỳ Sơn đang mua bán heroin trong khách sạn PD2 Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 50 bánh heroin, 3 điện thoại di động và 200 đô la Mỹ. Khi bị bao dây, hai nghi phạm dùng dao nhọn để chống trả quyết liệt không chạy thoát, nhưng các chiến sĩ công an đã kịp thời khống chế được đối tượng. Hiện vụ việc đang được công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Sáng 27 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thông báo kết quả điều tra ban đầu của vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. Theo đó, lúc 4 giờ 15 phút ngày 2 tháng 5 tại km 1730 300 trên quốc lộ 1 xảy ra vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết và 39 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Trần Công Định đã tử vong lái xe 38N5577 chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh Hà Tĩnh vượt xe tải 86C05388 chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết. Trong lúc vượt qua xe tải, xe khách 38N5577 đã đâm vào phần đầu góc bên trái của xe khách Phương Trang 51B11224 vụ tai nạn trên khiến hai xe khách quay ngang chắn lòng đường, xe khách Phương Trang cháy trước rồi cháy đăng sang các xe khác. Về chiếc xe máy và xác con chó bị cháy tại hiện trường cũng được làm rõ. Theo đó, xe máy của chủ xe Lê Thị Ái Liên, 32 tuổi, quê Quảng Ngãi, đặt trong xe khách Phương Trang. Chị Liên giao xe này cho em trai Lê Hồng Đạt đã tử vong đem vào thành phố Hồ Chí Minh. Xác con chó bị cháy là của một hành khách đi trên xe khách Hà Tĩnh 38N5577. Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận qua điều tra xác định thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 38N5577 chạy với tốc độ 56 km h Xe khách phương trang 51B11224 chạy 86 km h Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn cho phép chạy 70 km h Tổng thống Barack Obama ngày 27 tháng 5 đã đến thành phố Hiroshima, Nhật Bản, trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên đến thăm thành phố từng bị Mỹ thả bom nguyên tử cách đây 71 năm, khiến 140.000 người thiệt mạng. Đài truyền hình địa phương chiếu hình ảnh ông Obama đi chào bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Sau đó, ông Obama cùng giới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Tại đó, nhà lãnh đạo này lần lượt đặt dòng qua lên đài tưởng niệm. Sau đó, ông Obama có bài phát biểu ngắn. Theo lịch trình, Ông Obama gặp gỡ những người sống sót sau vụ ném bom, hầu hết họ là trẻ em tại thời điểm thành phố bị phá hủy. Trước khi đến Hiroshima, ông Obama cho biết sẽ không xin lỗi vì vụ ném bom hạt nhân, nhưng sẽ chinh tranh tất cả những người thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Obama cho rằng Hiroshima đánh dấu một thời điểm thay đổi lịch sử, làm thay đổi và nhân loại phải tránh lặp lại. Ngoài ra, ông Obama ca ngợi liên minh Mỹ Nhật là một trong những liên minh mạnh nhất trên thế giới. Đồng thời, chuyến thăm của ông còn cho thấy cách thức hai quốc gia từng là kẻ thù không chỉ trở thành đối tác mà còn là bạn bè tốt. Trên 302 hành khách được sơ tán khỏi máy bay Boeing 777 của hãng Korean Air Hàn Quốc tại sân bay Haneda, Nhật Bản trưa ngày 27 tháng 5 sau khi một động cơ máy bay bốc cháy. AFP dẫn đời một người phát ngôn không nêu tên của Korean Air cho biết máy bay Boeing 777 có động cơ số 1 bị cháy. Người phát ngôn Korean Air cho biết thêm, máy bay này chuẩn bị cất cánh từ sân bay Haneda đến sân bay Kimbo, Hàn Quốc, chở 302 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn. Ngọn lửa đã được dập tắt. Động cơ bắt đầu bốc cháy lúc 12 giờ 44 phút trưa 27 tháng 5 giờ Tokyo khi máy bay Boeing 777 chuẩn bị cất cánh. AFP dẫn đợi các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, hành khách và phi hành đoàn được sơ tán khỏi máy bay bằng máng trực thoát hiểm và không có người nào bị thương nặng. Một quan chức sở cứu quả Tokyo nói, đến thời điểm này chúng tôi biết có 19 người bị thương nhẹ và các xe cứu quả được triển khai đến hiện trường dập tắt ngọn lửa theo quan chức sở cứu quả Tokyo. Truyền thông Nhật Bản cho hay cảnh sát chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ tội phạm nào đứng sau vụ việc. Sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo buộc phải đóng cửa tạm thời khiến ít nhất 200 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến 50.000 hành khách, theo AFP. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Long An. Mến chào tạm biệt quý vị.